Hey mọi người, hôm nay mình sẽ ăn bạch tuộc đại dương chấm với cái sốt kim quốc mơ rừng này nha. Dự định ban đầu là mình định mua hai con luôn á, nhưng do mà đang cháy hàng quá nên chỉ có một con khổng lồ này thôi. Bạch tuộc này thì tầm 3 kg nha mọi người, có thể ăn sashimi hoặc là ăn hấp chín cũng được luôn. Nhưng mà do hôm nay mình chấm sốt nên là mình sẽ đem đi hấp nha. Con này to lắm nên là sẽ hấp hơi lâu tí xíu. Thời gian chờ cái con bạch tuộc này chín thì mình sẽ đổ cái sốt kim quốc mơ rừng này ra chén nè. Cái sốt này thì của nhà gu ngon, để dùng chấm hải sản hay là gà luộc nướng hay là rau củ luộc cũng được luôn nha. Chất sốt thì sần sệt nè, cái mùi rất là thơm luôn. Kiểu này là con bạch tuộc tới công chuyện với tôi luôn nha. Cái con bạch tuộc khổng lồ của mình cũng đã chín rồi, bây giờ mình vớt ra nha. Mọi người mà hấp lâu quá ăn nó sẽ bị dai á. Vì trên cái chai sốt kim quốc này nó có cái con bạch tuộc á mọi người, nên là mình mua con bạch tuộc giống để mình ăn luôn. Cảm nhận đầu tiên về con bạch tuộc thì mình thấy nó ngọt nè, không quá dai, nhìn bự vậy thôi chứ ăn ngon dữ lắm. Chấm với cái sốt kim quốc mơ rừng này á, vừa đậm đà thơm. Cái sốt thì cay cay chua chua, ăn nó đã dữ lắm luôn á. Để nói chấm hải sản á, cực kỳ hợp luôn nha mọi người. Sau thì mình sẽ thử làm cái món gà nướng á, để chấm luôn cái sốt này coi nó ngon cỡ nào nha. Tổng lượng của chai sốt thì tầm 200g, mình thấy cũng khá là nhiều luôn. Tại vì mỗi lần ăn hải sản thì mình cho ra một cái tí xíu thôi. Nói lại cái vị sốt này khá là đậm đà chua cay á, nên là lúc ăn thì nó không có hao nhiều. Bởi vì mọi cái tín đồ mà ăn hải sản, ăn đồ nướng hay ăn đồ luộc giống như tôi á, thì nên thử cái sốt này nha. Bữa tôi cũng thử sao giờ cái bị dính luôn. Còn cái con bạch tuộc kim đang ăn á thì ăn được một lúc tầm 3-4 người luôn, nên là nếu mà ăn hấp không hết thì tôi sẽ đem đi ướp và đem đi nướng để ăn tiếp cái món thứ hai, hoặc là quẩn quẩn tí xíu rồi đem đi xào luôn, làm món bạch tuộc 3 món.